Charm So Sexy, sản phẩm nước hoa dành cho nữ. Dòng sản phẩm nước hoa dành cho nữ được điều chế tại Pháp. Charm So Sexy mang đến một mùi hương tươi mát và sảng khoái, là sự kết hợp hài hòa của các thành phần hương thơm như quýt, quả juju, hương hoa mộc lan, hoa sen và hoa mẫu đơn. Bên cạnh đó còn có thành phần hương ấm áp của xạ hương và hổ phách, tạo nên nét nhẹ nhàng nhưng đầy gợi cảm. Đây là một trong các sản phẩm được bán chạy nhất dành cho nữ. Thương hiệu Charm, nồng độ Eau de Parfum, loại nước hoa nữ, độ tuổi khuyên dùng 18 đến 38 tuổi. Mùi hương đặc trưng, hương đầu, quả juju, quả lựu, hương nước, hương giữa, hoa sen, hoa mộc lan, hoa mẫu đơn. Hương cuối, xạ hương, gỗ gụ, hổ phách. Nhóm hương Floral Fruity, phong cách nữ tính, gần gũi, năng động, trẻ trung. Bối cảnh sử dụng, dạo phố, gặp gỡ bạn bè, làm việc văn phòng, công sở, công chức. Độ lưu hương lâu 7 đến 12 giờ trên da, 3 đến 5 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét. Dung tích 50ml. Cách sử dụng, xịt ở vùng cổ tay, nhượng gót chân, nách, cổ, ngực, sau gáy tai, tóc, rốn. Nên thoa kem dưỡng da, sau đó xịt nước hoa sẽ giúp lưu giữ mùi hương lâu hơn. Charm Perfume, quyến rũ từng giây, thơm lầu tuyệt đỉnh.